Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe Mạnh Phát. Như đã hứa thì ngày hôm nay thì Mạnh Phát sẽ mang phiên bản xe điện 4 bánh Xích Long V6 ra để giới thiệu chi tiết cho mọi người phiên bản này nha. Khi sản phẩm này về nước cái thì được mọi người đón nhận rất là nhiều, bởi vì là ưu điểm vượt trội của phiên bản này đó chính là 4 bánh. 4 bánh thì nó sẽ rất là cân và lái nó sẽ rất là nhàn. Những bác nào mà thực sự là xe 3 bánh thì nó cũng rất là dễ lái, nó không đổ được đâu. Tuy nhiên là mọi người chưa quen thì sẽ khó làm quen một chút, còn 4 bánh này thì gần như trèo lên cái là lái được ngay. Không có gì phức tạp cả nên là nó rất là dễ dàng nhá. Thì chúng ta sẽ đi vào phần ngoại hình của chiếc xe này trước nhá. Đây là một chiếc xe có cái thiết kế nó rất là hài hòa. Đấy, rất là hài hòa. Chúng ta sẽ có một chiếc xe có chiều dài khoảng 2m, chiều rộng hai bên khoảng 1m và chiều cao khoảng 1m65 nhá. Đây. Ta sẽ cầm cái này để đọc cho mọi người cho nó chính xác luôn này. Đây, chiều dài của xe là 2m09. Chiều rộng của chiếc xe này nó khoảng độ cả cái chắn bùn phủ bì ra nó khoảng độ 90 phân. À, 1m chứ. 1m, chiều rộng này khoảng 1m. Đấy, chiều rộng này khoảng 1m đấy. Và chiều cao này của nó là 1m65. 1m65. Đấy. Có thông số rõ ràng đây cho mọi người để khi mọi người mua xe thì mọi người có thể xem. Bánh của xe được trang bị là bánh không xăm. Bánh này là bánh 100 trừ 90 trừ 8 nhá. Nó tương đương với cái lốp nó khoảng độ 350 trừ 8. Lốp khá là to. Và lốp này thì bên Mạnh Phát có sẵn nhá. Có sẵn. Tức là mọi người không phải lo, kể cả bây giờ mọi người mua xe mà mọi người có nhu cầu mua thêm dự lốp dự phòng thì Mạnh Phát đều có. Và sản phẩm này hiện tại thì Mạnh Phát đang có sẵn hai màu, đó là màu trắng và màu xanh. Màu xanh rất là đẹp nhá. Thì ai có nhu cầu thì có thể nhắn tin Mạnh Phát để Mạnh Phát gửi cho mọi người hình ảnh màu sắc đây. Xe có một cái đèn pha rất là to ở đây thì Mạnh Phát sẽ bật đèn lên để cho mọi người dễ nhìn nhá. Đấy, mới có đèn rồi đúng không? Đèn rất là sáng, đèn bi cầu. Và chúng ta sẽ có xi nhan ở hai bên. Đây Mạnh Phát sẽ thử này. Đây xi nhan ở hai bên. Đấy, về chức năng đèn có xi nhan này chắc chắn là phải đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ có cả nước xi nhan đôi này, cảnh báo nguy hiểm ở hai bên, đầy đủ hết nhá. Đấy, chúng ta sẽ có cả gạt mưa này. Gạt mưa này thì nó sẽ có, đây mình phát xem mọi người xem. Đấy, đấy, gạt rất là sạch. Đúng không ạ? Gạt rất là sạch. Đấy. Gạt rất là sạch. Chúng ta sẽ có một cái giỏ ở đây để đồ, nó dung tích nó khoảng 30 lít. Đây. Rất là rộng để đồ và có cả nắp đậy và chúng ta sẽ có cả khóa ở đây luôn. Đây, khóa vào. Rất là yên tâm. Có gương ở hai bên, có mái che. Và phiên bản này chúng ta sẽ có cả rèm che mưa nhưng Mạnh Phát chưa lắp nhé. Và mua sẽ được tặng cần rèm. Đây, phiên bản này màu trắng nhìn rất là đẹp, vành là vành nhôm rồi. Đây, sàn để chân nó khá là rộng và chúng ta sẽ có cả phần ốp nhôm đây luôn, nhìn nó rất là bắt mắt đúng không ạ? Phần tựa tay này chúng ta thì nhấc ra được và phiên bản này lái theo một dạng nó giống như kiểu là vô lăng ấy. Đây, anh ta sẽ quay cho mọi người xem. Dạng lái này gần giống kiểu vô lăng. Đây. Chúng ta sẽ có phanh chân ở giữa luôn. Đấy, ga là ga ở tay nhá. Còn chúng ta sẽ có một cái phanh tay ở đây. Một cái phanh tay. Đây, bảng điều khiển rất là đơn giản. Còi này, chìa khóa của xe sẽ tích hợp cả remote điều khiển từ xa trên chìa khóa luôn. Đây, tắt này, để khóa xe đấy, rất là an toàn. Đấy, cắm chìa mở như chìa khóa cơ bình thường thôi. Xe chúng ta sẽ có nút P, đấy, ở nút P vào mới chạy được nhá. Đấy, màn hình là màn hình điện tử rất là dễ nhìn. Đấy, có số lùi đấy, số lùi này. Chỗ ngồi đằng trước này thì chúng ta có thể ngồi được hai người lớn. Đây, hai người lớn. Đấy. Ghế ngồi khá là thoải mái vì cái này nhấc ra được, lên xe rất là dễ dàng thôi. Đây Mạnh Phát sẽ thử cho mọi người một vòng này. Đấy. Rất là dễ lái thôi. Bốn bánh rất là cân nhá. Bốn bánh thì cực kỳ cân. Đấy. Đấy mọi người nhìn này, đổ cua rất là dễ, vòng cua này rất là gọn, về chiều dài của nó có 2m1 thôi mà. Đây, phanh giẫm cái ăn ngay. Đấy, bốn bánh này lái nó cân, ngồi nó chắc chắn đúng không ạ? Đây. Toàn bộ cái khung này này, khung này là bằng tôn. Bằng tôn này rất là chắc rồi. Đây, còn cái này để chắn bùn này, cái vè này sẽ bằng nhựa nhá. Để khi Mạnh Phát thử cho mọi người, Mạnh Phát sẽ tháo hai cái vè chắn bùn này ra. Đến nơi chúng ta lắp vào để cho khỏi sợ là bị vỡ hay gãy nhá. Đấy. Đây, đằng sau xe chúng ta sẽ có tựa ra và tương tự như vậy cũng nhấc ra được và cũng ngồi được hai người. Đấy, rắc sạc ở đây. Rắc sạc xe ở đây nhá. Đây là sao mà giới thiệu chi tiết để cho các bác, cô chú anh chị là khi mà nhận xe chúng ta cũng sẽ dễ dàng sử dụng luôn. Đây. Đấy, chúng ta sẽ có đèn xi nhan ở đằng sau này. Khung làm rất là chắc chắn. Bên này chúng ta sẽ, tại sao Mạnh Phát lại phải đi sang bên này thì mọi người quan sát nhé. Bên này của chúng ta thì nó sẽ có thêm cái này. Đấy, nó sẽ có phanh tay cố định xe, chống trôi trượt các thứ đầy đủ nhá. Đấy. Phiên bản này được trang bị động cơ 1500W và bình ắc quy. Và xe là bình dung tích rất là lớn, nó trang bị 5 bình ắc quy là 38A. Đấy. Khung nó bằng thép này, dính cả mic vào đấy luôn. Đây cho mọi người nhìn này. Bình ắc quy 38A, 5 bình rất là to. Bình này cho quãng đường di chuyển từ 80 đến 100 cây một lần sạc nhá. 80 đến 100 cây một lần sạc. Cái ghế đằng sau này chúng ta khi mà chúng ta mở ra chúng ta vẫn có một cái cốp nho nhỏ trong này để đồ dung tích nó khoảng 40 lít. Đây, có cả bạt che mưa đầy đủ đây.
Đấy. Và che mưa đầy đủ. Động cơ 1500W cho quãng đường, cho tốc độ tối đa di chuyển lên đến 40 cây một giờ nhá. 40 cây một giờ, như vậy là một chiếc xe đi rất là vừa vặn đúng không ạ? Quãng đường di chuyển đủ và tốc độ vừa phải để chúng ta đi cũng rất là yên tâm thôi. Đấy, xe được thiết kế gọn gàng, tinh tế và nhẹ nhàng. Và đối tượng để sử dụng chiếc xe này là ai? Thứ nhất là các bác thương binh, thứ hai là người khuyết tật, thứ ba là người già. Và sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ xây dựng trong những nội khu, những khu đô thị, những khu resort cao cấp. Các bác cần một chiếc xe gọn gàng hay những cái khu farm này. Nói chung là nhu cầu sử dụng ở trong những cái nội khu của chúng ta, những khu mà chúng ta để chở người, chở hàng, nó rất là tiện lợi đúng không ạ? Rất là gọn và đi bốn bánh này thì rất là nhàn. Đấy, ở quê các bác mà chúng ta có thể mua một chiếc xe đưa đó trẻ con đi học quanh nhà, quanh làng thì cũng là một lựa chọn cũng không hề tồi đâu đúng không ạ? Rất là tiện mà, bởi vì giá chiếc xe rất là rẻ. Chúng ta mua một chiếc xe máy lít bây giờ phải giá tầm 45 triệu rồi. Nhưng mà chúng ta mua một chiếc xe 3 bánh xích long V6 để 4 bánh luôn, chạy cầu V-Sai luôn mà đi được quãng đường ok, chở 4 người lớn, giá của chiếc xe này có 35 triệu 500 nghìn thôi. Giá rất là hợp lý. 35,5 triệu một chiếc xe mà gọi là quá là hài hòa đúng không? Hợp lý, tiện lợi, có cả rèm che xung quanh như một chiếc ô tô mini luôn. Đấy, tiện. Và chiếc xe này thì được Mạnh Phát là miễn phí vận chuyển cho mọi người trên toàn quốc. Chế độ bảo hành là khung sườn động cơ là 3 năm, ắc quy 18 tháng, hệ thống điện là 12 tháng nhé. Đây, đấy. Nói chung là đây là một chiếc xe mà Mạnh Phát tin rằng là, không phải tin rằng đâu mà khi mà hàng về nó đã chứng minh điều đó rồi. Bởi vì số lượng bán ra cũng rất là tốt, sản phẩm phải được mọi người đón nhận rất là nhiều. Bởi vì là nó hợp lý, giá tiền nó vừa phải, dễ lái và tiện lợi. Đấy, đây là những cái ngắn gọn mà Mạnh Phát chia sẻ với mọi người. Một chiếc xe 4 bánh đến từ thương hiệu Xích Long, tên là Xích Long V6 nhá. Đấy, chắc hẳn các bác xem các bạn cũng đang rất là thích chiếc xe này rồi đúng không ạ? Đấy, giá cả thì hợp lý và chất lượng thì rất là ok nhá. Lái 4 bánh thì bao giờ nó rất là cân rồi. Đấy là ưu điểm của nó rồi. Đấy, và Mạnh Phát là một trong những đơn vị rất là cầu tiến và luôn luôn cố gắng mang sản phẩm chất lượng đến với mọi người. Và Mạnh Phát thông báo mọi người là phiên bản này sẽ được miễn phí nhé, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, và sản phẩm này đang có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Mọi người có thể qua trực tiếp cơ sở Mạnh Phát để mua xe cũng như là trải nghiệm sản phẩm nhé. Mọi người có nhu cầu thì có thể nhấc máy lên và alo cho xe Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Xin chào và hẹn gặp lại.